Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay quý vị đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn quý vị. Tên gọi người ta là qua tiếng Bằng Lăng. Bây giờ là anh vua khỉ đang leo, đang sửa sạn, leo lên đó để hạ cây qua tiếng Bằng Lăng xuống nha. Bây giờ khoảng cỡ 30 năm tôi lại đây. Dạ. 30 năm. Vâng ạ. Hơn 30 năm á. Cây này lâu lớn. Cây nhìn da rất là trơn quý vị. Gọi là cây cây khá lâu luôn. Ờ không giáp. Cây này khá là to. Chẳng có hai cái nhánh. Cây này là đây có hai nhánh lớn. Xin mời quý vị theo dõi ba mình sẽ cưa như thế nào. Ở đây là chùa Hưng Thắng Tự ở địa chỉ 112 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu nha quý vị. Tam ơi. Chạy lên dạ. Cái bình thuốc đâu sẵn. Cây này rất là nhiều kiến nha quý vị. Hồi nãy có chú kia đã xịt kiến giùm ba mình trước rồi. Hay ở gần biển ở ngoài đó là gần bãi dâu quá vậy. Cây này rất là cao, ba mình sẽ leo lên trên và cắt xuống từ từ nha quý vị. Cây này rất khó leo luôn á. Rất là giòn đúng không vậy? Đây có dây điện nữa nè, bóng đèn. Ủa?
chịu gió luôn rồi. Cây rất là cao nha quý vị. Cây này do bị thiếu nước nên nó đã bị khô rồi, lá nó héo, lá nó vàng hết rồi. Vì quá trời gió nên ba mình đã cắt ngán rồi thôi nha quý vị. Nó vướng lại trên nạn cây rồi. Gió nó ngược qua phía này rồi. Ở dưới đang kéo dây điện ra để hỏi chúng bóng đèn. Mà mình định hạ cái phần ngang đó. Hai chỗ đó đứng rất khó khăn nha quý vị. Ôi trời, trời. Leo qua một cái cây nhỏ để tròn qua xương rồi quý vị. Vì cây này rất là trơn, không thể đứng được. Ba mình đang nhắm hướng.
Bây giờ sẽ leo lên cột phần trên và cắt những phần thân. Và mình đã cưa xong cái phần thân bên này, bây giờ sẽ qua bên kia để cưa xuống. Vì cái nhánh này có rất nhiều tuột nhỏ nên nó bị dướng.
ôi ôi trời trời trời. Nhìn cái da nó rất là trơn nha quý vị. Thì rất là trơn nên phải cẩn thận. Bây giờ đã cưa xong rồi. Hai cái này để chừa lại mua mốt sẽ làm dáng. Này hôm nay là xong luôn. Dạ. Hôm qua thì mét cái bồ đề. Nay thì hai cái phượng. Với lại cây đó là cái thao lao. Người thì kêu cái bằng lăng. Dạ. Chào bà con. Giờ đi đi Đồng Nai để mé một cây đa, cây da mà 10 người ôm. Dữ vậy. Rồi, chào bà con nha. Hẹn bà con cây đa nha. Video đến đây là hết. Hẹn bây giờ những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Youtube của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.